xong rồi, bây giờ mình đi ra đây, mình ở đây là Quốc Thái Mo. Tại sao khi mình là tiệm và chấp bì tên chấp bì luôn á. Chấp bì, chị là chấp bì. Tên chấp bì nó cũng giống người luôn. Đây, chị này bán bơ sầu riêng rất là ngon nha mọi người. Ở đây thì đặc biệt là mua 2 tặng 1. À, chị chủ xinh đẹp rồi được tặng quà nữa. Đúng rồi, được tặng quà. Đó chị hôm nay cái bánh là cái bánh cái bánh làm rất là ngon của luôn. Pháp với lại chocolate của Ý. Dạ. Rồi cảm ơn cái gì YouTuber người đẹp rất là nhiều nha. Chị đẹp Cali nha, rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn rất là ngon luôn. Mọi người có ra đây cái gì bơ sầu riêng, nè. Uống là ghiền luôn. Và là mango xoài. Dạ, món xoài cũng rất là ngon. Rồi anh đẹp trai mua gì? Mua gì mua cái này giống cái này, Thôi giống vậy đó, ngon lắm á. Rồi bây giờ mình đi một vòng nha, nhóm mình đang ở đây. Đây cái tiệm này là mình ở ngoài, mình đi vô là cái tiệm đầu tiên luôn. Còn đây là mấy chị mới quen ở Las Vegas. Đây, chị Hằng Nga nè, chị Thủy nè. Đó, mấy chị từ ở Las Vegas về, chị tên gì chị ơi? Chị Thủy. Thủy ở Washington. Đây chị Thủy. Mấy chị này là đang đi xuống đây review nhìn hả? Chị Hằng Nga ơi. Đây là mấy chị xinh đẹp nè. Em tên Đào chị. Chị Đào. Chị Đào dễ thương quá. Chị Đào là ở đâu? Ở Las Vegas luôn hả? Em ở Las Vegas. Chị biết tụi em ở Las Vegas. Ồ, vui quá. Đó, nguyên nhóm mấy chị này rất là dễ thương nè. Nguyên nhóm bao nhiêu người chị Hằng Nga? Mấy người á chị? Dạ? Mấy người á? Ồ vậy á hả? Hello Ginny. Welcome back Ginny. À, quà từ Hà Nội. Bánh chả mà không có chả. Bánh chả. Hay ăn sao vậy? Cái này ăn sao vậy em? Tuổi thơ của em chị ạ. Bánh chả mà các em đấy là có thịt heo. Thịt heo hả? Wow. Rồi. Để chị thử coi. Bánh chả giòn. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi. Yeah, happy birthday anh Don, chị Thảo. Oh,
Đôi
nhiều lắm mỗi người. Ta cũng không thể nào vì chúng đôi. Là con sao, sao từ ngày lúc đầu được nghệ sĩ Bảo Quốc. Rồi nhìn chú vẫn giống, độ giống như là khán giả thân thuộc của chú vậy. Dạ, yeah, yeah, thân thuộc của con. Dạ, chú hồi xưa là chú ở bên Cư Xá, chú Quán Diễn đúng không? Đúng rồi, là con ở bên kia đường là biết chú là mê kịch của chú luôn. Từ nhỏ da đẹp, tướng tá phong độ. Nói khen là da chú đẹp hơn da của chú đẹp. Da bởi vậy. Năm nay hả? Năm nay chú là 74 tuổi. 74 tuổi. Cho tụi con bí quyết sao mà sao chú trẻ như vậy? Chú biết là hên xui. Không như vậy hạnh phúc hả? À đúng rồi. Gia đình an lành, hạnh phúc là mong. Dạ. Mình cũng còn mong tất cả mọi người đều trẻ vậy đó. Tất nhiên là tất cả mọi người đều an lành. Quá quá tuyệt vời. Chú qua đây chơi bỏ bao lâu? Nấu qua đây rồi đó. Chị về lại đến đây đâu vậy chú ăn? Qua nhà về chơi. Bên tiểu bang khác. Chú ở đây. À, chú ở đây. Ở thành phố nào chú? Chú ở Hưng Tân Tân Biên. À, ok. Giờ gần biển. Ở nhà hàng chú còn không? Không, chú biển lâu rồi. Dạ. Chú sang qua chỗ khác. Từ hồi đi qua đây là sang sang. Bây giờ là đi chơi vui chứ, bây giờ là đi du lịch thôi. Cái tên nhà hàng, cái tên mình không có cái gì, không có cái gì. Mang tiếng không chú, lỡ vợ nấu dở. Bên kia, ở phía sau là có vợ. Mô tắm khiến tên mình dở, cái mà bây giờ lâu lâu chú còn đi biểu diễn. Còn chú vẫn diễn, nhưng mà lâu lâu, bên kia. Lâu lâu thì mình đi Hồng Loan. Cái nào cũng thích. Hồng Loan. Dạ. Hồng Loan.
nên chú có đang đợi đang làm đẹp chú đợi dạ con gái chú là nhìn giống cô giống cô Thanh Nga này là út đó con gái út rồi chị Loan giờ còn còn lắm lo nó cũng có cái YouTube nó là nó để là bảo quốc hồng loan ok vậy con phải vô con xin lỗi cho chú vô có nhiều cái hay lắm dạ con rất là con thì mới làm thôi con mới tập tành con cần kinh nghiệm mình cứ làm những cái gì mình cái gì mình thích thôi dạ cái gì mình thích dạ rồi con cảm ơn chú rồi, chú biết được khỏe mạnh chú chúc mấy con cũng cảm ơn dạ 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 nếu mà nói về kịch đó mà ra đời á là tụi con là biết chú đầu tiên không cái thời của tụi con là sinh năm bảy mấy á là ra đời là tụi con cũng là biết chú rồi cảm ơn tụi con qua đến bên nhà bắt đầu bây giờ sau này kịch tụi mới lớn mạnh hơn chứ là xin cảm ơn xin chào mọi người.